Em Vietteladio xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh video shop Vietteladio Và video ngày hôm nay tiếp tục à, em cập bến được một sản phẩm về từ Nhật Bản Còn nguyên hộp shop đấy là chiếc Audi, à, c 2400 đến từ thương hiệu Accuphase Thương hiệu tốt đầu của audio toàn cầu Cũng như là một model cực kỳ ưa thích và cực kỳ à, dễ dàng nhìn thấy tại thị trường Audio Việt Nam vì Accuphase là một thương hiệu anh em luôn đánh giá hay, bền và đẹp. Accuphase C 2400 là một chiếc pre cực kỳ hay, cực kỳ ấn tượng và nó mang thiết kế đời mới cao cấp của Accuphase với thiết kế cân đối hài hòa và chúng ta sẽ có nhiều tính năng ở trên chiếc pre ampli này và đặc biệt Ừ, chiếc uh, Peri uh, C2400 này thì quý vị và bạn sẽ trải nghiệm âm thanh cực kỳ sắc nét và ấn tượng cũng như anh em sẽ có thể điều chỉnh tất cả tính năng qua một cái khay cửa sổ hoặc trên điều khiển từ xa chúng ta sẽ có thể lựa chọn input selector hoặc volume control ở trên điều khiển từ xa ZIN đi kèm theo và sản phẩm này còn rất là đẹp mới và nguyên À, thùng xốp để quý vị và bạn trải nghiệm và em cũng đang để sẵn thùng xốp đây để quý vị và bạn quan sát thì thùng xốp em vẫn để nguyên bọc ni lông để giữ nguyên độ mới cho quý vị và bạn chơi và sử dụng một cách tối ưu nhất về chiếc uh, Poly Omni C2400 tại Việt thì tất cả tình trạng còn rất là đẹp và mới và quý vị và bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là hay qua cái hệ thống tinh chỉnh của Uh, Accuphase C2400 Với các Điều chỉnh như là Bát chép cũng như ba lăng Là những cái điều chỉnh cơ bản Ngoài ra quý vị và bạn sẽ có thể lựa chọn uh, Điều chỉnh MM Hoặc MC uh, Và các tần số của MM, MC uh, Tức là khi quý vị và bạn Sử dụng các AD Của Accuphase Ở trên phiên bản này thì chúng ta sẽ sử dụng Cạc uh, AD2800 à, cả dòng cạc đã tích hợp cả MMC để quý vị và bạn trải nghiệm cũng như quý vị và bạn sẽ lựa chọn ở đây các tần số phù hợp cho MM và MC và phía bên này quý vị và bạn quan sát chúng ta sẽ có đường phút à, lựa chọn ba uh, lăng hoặc là RCA hay là quý vị và bạn lựa chọn ôn ở đây là tất cả các đường ao cũng như là lựa chọn airship pre hoặc là không cho áp thì chúng ta lựa chọn qua một cái tinh chỉnh như thế này và ở phía bên này thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn chế độ của kim mm mc loát như là chế độ 10 ôm 30 ôm hoặc 100 ôm cũng như là lựa chọn tôn để điều chỉnh bát chép và lựa chọn uh, uh, tôn cắt tần số của bát chép ở đây và chế độ nghe À, hoặc mono rồi chế độ copy khi quý vị và bạn sử dụng ship Pre hoặc là uh, chế độ filter ở đây rất là tiện lợi và chế độ ghi chúng ta sẽ có lựa chọn jack uh, uh, off hoặc là lựa chọn qua nghe ở kênh 1 hoặc kênh 2 và về cơ bản thì đây là một chiếc pre ly có đầy đủ tính năng cũng như phía bên ngoài chúng ta sẽ có một nút rất cơ bản của Acupay được viết tắt chữ COM ở đây Quý vị và bạn quan sát COM ở đây tức là lau nớt Sẽ được bổ sĩ ở bên ngoài Và phía bên là à, giảm âm lượng đi 20 decibel Và chiếc premium này tình trạng đẹp xuất sắc và nguyên bản Đầy đủ phụ kiện zin đi kèm thùng xốp Thì hiện tại tại Viettel Radio à, sẽ có mức giá cho quý vị và các bạn tham khảo Sẽ là 82 triệu đồng cho C2400 và C2400 thì quý vị và bạn có thể phối ghép cùng uh, uh, A, A45, A46, A47 uh, là những chiếc uh, uh, Power của Accuphase rất là phù hợp với lại C2400 hoặc những chiếc Power như là Power uh, 7000 rồi là các Power từ 750 cũng đã có thể phối hợp cùng với C2400 tạo nên một combo nghe hay và bày đẹp. Phải nói đây là một chiếc Premni có mức giá vô cùng hợp lý ở thời điểm hiện tại để quý vị và bạn trải nghiệm với âm sắc cực kỳ hay và ruột gan cực kỳ ấn tượng của C2400 nó có sẵn hàng tại Việt Trường audio. và mức giá em xin nhắc lại giao lưu cùng quý vị và bạn hiện tại sẽ 82 triệu đồng cho Acuvay C2400 và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phương ghép cũng như giao lưu các sản phẩm kính mong quý vị và bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại của shop hoặc trực tiếp qua shop tại hà nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn